Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Hôm nay em rảnh em quay đủ 2, 4, 5 màu. Còn một màu nữa là 6 màu của Katani TR30 nhé mọi người nhé. Giá chỉ có 3,6 triệu thôi. Katani này TR30 bản 2024. Thay đổi rất là nhiều. Màu sắc siêu đẹp luôn, kiểu dáng rất là đẹp. Giá bán cực kỳ là hợp lý, 3,6 triệu mọi người. Quà tặng thì em tặng full. Chiếc này là em tặng full quà luôn. Bao ship, nón bảo hiểm này, gọng nước, bình nước, chai nhớt, đèn nháy đằng sau. Là rất nhiều quà tặng lên mọi người. Lên chỗ này là 5 màu. Còn cái một cái màu đen đỏ nữa thì đấy màu nhám. Em chưa quay, em quay tranh thủ trời nó còn sáng, em quay cho mọi người xem từng cái màu. Màu này là màu bạc này mọi người này. Màu bạc rất đẹp nha, màu nào cũng đẹp luôn, không có màu nào là có thể chê được. Màu này là màu trắng đỏ. Khung sườn đẹp, không có mối hàn mọi người. Mặc dù chỉ là khung thép thôi đấy mọi người. Đi dây âm bên trong này. Đấy, không có mối hàn. Màu này là màu xám nha mọi người nhé, màu xám. Xám phối với lại tem cam. Xám phối tem cam này. Màu này quay thực tế không phải là màu đen đâu mọi người, màu này là màu đen ánh tím. Màu đen ánh tím. Ánh tím ấy mọi người, nhũ nhũ ở bên trong này. Sơn được cái màu này rất là khó mọi người. Thêm một cái màu nữa. Màu này là xanh đổi màu. Màu xanh mà đổi màu, nhìn thẳng như này thì mình sẽ thấy màu xanh nhé mọi người nhé. Đấy, còn mình nhìn nghiêng thế này này, mình sẽ thấy màu tím. Đấy, màu đổi màu ấy mọi người. Thì trên đây em quay được, em lắp được lên có 5 màu. Tổng nó là 6 màu với mọi người nhé. Mọi người tham khảo cái cấu hình. Cấu hình rất là ok luôn, cấu hình rất tốt này. Đi tay đè và tay thắng của Shimano 7 lít và 3 đĩa, 7 lít 3 đĩa. Cái bộ tay đè này chất lượng cực kỳ cao, được lắp ở trên mấy cái chiếc dàn X-Cap. Giá thì tầm khoảng là 8-9 triệu nếu bán ra trên thị trường, nếu mà đặt vào cái hãng dàn. Gạt đĩa là Shimano Tuney TZ. Đấy. Giò dĩa thì giò dĩa của nó là giò dĩa sắt thôi. Xe sắt mà. Giò dĩa sắt. Cùi đè lít là Shimano. Cùi đè lít cũng được Shimano luôn. Lít là lít bình thường. Lít cũng không phải Ata Index hay cũng không phải Shimano gì đâu. Lít này là lít vặn bình thường. Được trang bị thắng đĩa trước sau và đùm của nó là bạc đạn nhé. Đùm bạc đạn luôn mọi người. Vỏ đi vỏ Kenda, niền cao 4 phân luôn, 3 phân 8 4 phân luôn. Mức giá mà 3,6 triệu, bao ship full quà thì được một cái dáng đẹp như này, cấu hình tương đối là ổn thôi. Bởi vì nó lắp game, lắp những cái đồ này là những cái đồ mà coi như là Shimano nhưng mà ở cái tầm mà thấp nhất rồi. Bàn đạp bình thường, bàn đạp nhựa bình thường mọi người. Được cái nữa là cái yên này này. Yên này là lắp cái dáng của xe thể thao. Xe thể thao là nó là bắt bằng lục giác chứ nó không bắt bằng ốc vặn như mấy cái con xe thường kia. Đấy. Yên này rất là êm nha. Yên này cực kỳ là êm đấy mọi người. Yên Katani êm lắm. Rồi. Cái dáng tay lái của chiếc này là ghi đông cánh én cho mọi người nhé. Ngồi chiếc này là tư thế thoải mái. Nếu như mọi người có chiều cao tầm khoảng 5,8 thôi, đi vẫn được. 5,8 đi vẫn là ok với mọi người nhé. 5,8 trở lên đến 6,8 hoặc 7 hoặc 1,7 7,2 một chút vẫn ok với mọi người nhé. Màu sắc rất là đẹp luôn, 6 màu. Em lắp lên để cho mọi người biết cái màu thực tế của nó. Màu xanh đổi màu này em quay rồi này, màu tím quay rồi này. Màu xám này thì là vẫn là màu của màu cũ này, trắng đỏ cũ này. Rồi màu bạc này cũng là màu cũ này. Đấy. Xe thì em mình bán 3,6 triệu nhé. Có đủ hết tất cả các màu. Lắp sẵn luôn, mọi người có thể ghé 98/10 Cống Lở Tân Bình để xem xe, mua xe, em có lắp sẵn hết luôn rồi. Anh chị em ở tỉnh mua hàng thì em gửi hàng Viettel. Mọi người liên hệ qua số điện thoại là 0706198999 nhé. 3,6 triệu tặng full quà mọi người. Rồi em cảm ơn mọi người.